Chào các bạn nghe, bữa nay hai cậu cháu lại địa điểm cũ dăng lưới nữa các bạn ơi. Rồi các bạn theo dõi nha các bạn. Các bạn thấy hay nhớ cho một like và một subscribe đăng ký ủng hộ kênh nha các bạn ơi. Cảm ơn các bạn nhiều. Thôi giờ cậu Năm xuống đây nha các bạn. Cậu Năm xuống đây mình đi ra ngoài kia các bạn ơi. Mình đi ra ngoài đây. Ăn xong lát mình vô giữa mình quậy tiếp tục nha các bạn. Chiêu dân theo mấy cái này này chỉ có nhiêu thôi à. Xong chưa cậu? Xong chưa? Có thấy giật phao gì không? Bữa nay chắc chết nữa rồi quá. Đuổi đuổi coi. Bữa nay chắc thất bại nặng nề rồi, yếu dân rồi mà đuổi đuổi không thấy việc phao gì trơn. Cậu Năm mới dính đừng con các bạn ơi, bây giờ hên quá biết bao lâu mới đừng con. Hình quá đừng con. Về chấm chấm nó cái nhớt nó cũng có ăn. Cũng có mùi cà phê. Con còn quẹt nữa không được. Rồi. Giờ mình cuốn đoạn lưới ngoài kia đem đi đây giăng các bạn. Chân chân đầu đây các bạn ơi. Ơi nãy giờ dính mấy con mà quay không được bạn ơi. Mò dính tôm rồi nữa mà quay không được cho các bạn coi hết trơn. Các bạn.
tôm trứng các bạn ơi. Lưới không cậu? Có giật lưới không? Trùng tôm các bạn ơi. Đây từ từ. Dính con các bạn ơi, dính con trong kẹt bụp. Dính lưới trong con trong kẹt bụp cũng nằm núp luôn. Lâu lâu mới dính được con lưới, bữa nay dân yếu quá các bạn ơi. Đây, đây, đây cũng bự à, bông bự à, hăng câu. Rồi. Rồi gửi đi. Y da. Rồi đúng rồi. Trời ơi. Dậy sức rồi các bạn ơi. Cá bự mạnh quá. Uổng ghê. Chút xíu rồi để lên chảo dầu rồi chảy dữ luôn rồi. Dính lại các bạn ơi, dính lại các bạn ơi. Đâu rồi, còn không, còn không? Còn không? Chuột nữa hả? Kỹ chìm chỗ đó hay chỗ nào? Rồi vô rồi các bạn ơi. Mới bắt được em tôm bạn ơi. Thấy mê không? Đúng rồi, tôm các bạn. Đi mình nên không quay được vô các bạn coi hết trơn. Trời, ủng quá. Ây da, da, da. Con năm mới mò được con các bạn ơi. Bây giờ vô quằn quằn đây quá trời, lâu lâu mới được con. Mình cậu bỏ vô cậu. Để vô con kia đi ra.
quay ngược lại tận cầu cầm gì sao quay lộn. Được con tôm các bạn ơi. Được em tôm càng nữa nè, tôm càng lửa nha. Rồi. Mới được con tôm nữa các bạn ơi. Thò mò không quay chứ bắt dính thì mở đưa cho các bạn coi không à. Các bạn thông cảm nha các bạn. Rồi cậu qua cầm lên, quay qua. Đây chúng này tôm rồi. Tôm nghe các bạn. Tôm. Ngồi im. Đầu năm làm được con cá đói các bạn ơi. Có vô cọc. Con Năm bắt được cá đói rồi. Bây giờ con Năm bắt được con cá phi con cá đói rồi các bạn. Đủ mồi, nhiêu là đủ mồi nhậu rồi các bạn ơi. Con giỡn nhẹ nè, coi. Đó, từ. Đó, cái đuôi đỏ luôn đó, đó. Cái chân đi nữa nha cậu. Bự. Bự. Chạy đâu thoát em ơi, chuối đâu bên đó nữa kìa. Hay là bên đó nó mới chạy qua đây. Chạy đâu cho thoát. Em ơi. Dính ngẹp bạn ơi, ăn ủi được khúc cuối nha. Con Nạp đang cuốn lưới còn dính ăn ủi được khúc cuối các bạn ơi. Rồi, quay không? Thấy không? Tay cầm điện thoại mở cái không được các bạn ơi. Quờ, có việc bạn thông cảm nha các bạn. Trời ơi, nó lội theo bạn ơi, Trời ơi. Cứ chừng đi, cứ chừng đi. Chạy đâu. Đây thì đây câu lưới này đang cầm cho. Tiền. Con đây. Rồi. Đó. Đó, chở lên chụp hình cái coi. Chở lên. Chở cho thấy con cá nghe, cặp bích cá nè. Dạ. Bà mẹ nó con tép phang không. Tép quấn bún bạch bạch trong. Rồi. Bự nữa. Chạy đừng nào, con này là bự nhất. đại tướng. Thôi dính đâu chứ đuôi chứ nó thòn thôi. Dữ lắm rồi các bạn ơi, Cũng hên nè. Đâu phải muốn ăn muối là dễ đâu các bạn. Tèn ơi. Cút cuối còn ăn ủi được hai con đó nha. Ô con cá. Cầm lên, cầm cứng lên cậu, chụp hình cái nữa coi. Chưa không thấy, khoan. Đừng có dở cao quá. Rồi, đúng rồi đó. Rồi, quá đẹp luôn bạn ơi. Ây da. Rồi, bỏ vô. Xiết dây lại cậu, xiết dây lại, cầm dây xiết vô. Rồi. Đúng rồi. Nè, cậu cầm đây.